Dạ xin chào ban giám khảo cuộc thi chiếc bộ góc phi hạng quân 2. Em tên là Kim Hương Thành, hiện tại em là bài ta tự do. Hôm nay em sẽ trình bày phần kỳ thi của mình. Dạ, em kết thúc phần thi của mình ạ. Cảm ơn.